Thầy, em xin phép được bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Kính chào mừng quý thầy cô, quý vị đại biểu, quý bác sĩ, quý thành viên của diễn đàn y khoa, nhân viên y tế đang tham dự trực tuyến chương trình đào tạo y khoa liên tục, chủ đề tiếp cận thực tiễn lâm sàng điều trị các bệnh lý thường gặp ở phòng khám. Tôi là Dược sĩ Hiền, giám đốc sản phẩm công ty Eisai Việt Nam. Đại diện công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Y Dược Huế đã tạo điều kiện cho công ty Eisai được đồng hành với nhà trường trong chương trình cập nhật y khoa liên tục cho quý bác sĩ. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia quý báu của ban chủ tọa và giảng viên chương trình ngày hôm nay. Tại đầu cầu Huế, tôi xin trân trọng giới thiệu chủ tọa, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hải Thủy, giảng viên cao cấp bộ môn nội trường Đại học Y Dược Huế, phó chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam. Báo cáo viên phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Toàn, phó trưởng bộ môn nội trường Đại học Y Dược Huế, giám đốc trung tâm cấp cứu đột quỵ bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Và tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Tấn Phát, trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện Chợ Rẫy. Và hy vọng chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị đại biểu nhiều thông tin y khoa cập nhật và hữu ích, đặc biệt là có thể ứng dụng hiệu quả trong điều trị các bệnh lý thường gặp tại phòng khám. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hải Thủy sẽ phát biểu khai mạc chủ tọa, khai mạc khóa học. Thầy sẽ chủ tọa điều phối nội dung các bài giảng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý đồng nghiệp, khi nói đến y học thì người ta liên tưởng ngay đến chuyên ngành nội khoa. Thật vậy, nội khoa luôn là trung tâm của các ngành y học, là cơ sở cho định hướng chẩn đoán và điều trị bệnh. Trên lâm sàng, khi bệnh nhân đến khám bệnh tại bất cứ cơ sở y tế nào, một câu hỏi đầu tiên không thể thiếu về triệu chứng lâm sàng đó là ông bà đau gì. Trên thực tế, triệu chứng cơ năng hết sức quan trọng trong gợi ý chẩn đoán và trong quá trình theo dõi điều trị. Điều này cho thấy triệu chứng cơ năng hết sức quan trọng đối với bệnh nhân lẫn thầy thuốc. Hôm nay, được sự cho phép của Ban giám hiệu trường Đại học Y Dược Huế dưới sự hỗ trợ của công ty Eisai, chương trình đào tạo y khoa liên tục sẽ tập trung chủ đề tiếp cận thực tiễn lâm sàng điều trị các bệnh lý thường gặp ở phòng khám với sự có mặt của ba nhà lâm sàng: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Toàn, Phó trưởng bộ môn nội Đại học Y Dược Huế, Giám đốc trung tâm cấp cứu đột quỵ Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Tấn Phát, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy. Và tôi là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hải Thủy, Phó chủ tịch Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam, giảng viên cao cấp bộ môn nội trường Đại học Y Dược Huế. Báo cáo viên thuộc ba chuyên ngành khác nhau sẽ trình bày cho chúng ta về chẩn đoán điều trị một số triệu chứng cơ năng liên quan đến một số bệnh lý thần kinh, nội tiết và tiêu hóa thường gặp dưới góc nhìn của các nhà chuyên khoa. Chúng tôi hy vọng thông qua các báo cáo tiếp theo đây cho chúng ta không những ôn lại những cái vấn đề kinh điển mà còn cập nhật những thông tin trong chẩn đoán và điều trị triệu chứng cơ năng của ba loại bệnh lý trên, đặc biệt trong đại dịch COVID-19 này. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Y Dược Huế và công ty Eisai đã tạo mọi điều kiện và cho phép tổ chức chương trình semi hôm nay. Xin cảm ơn sự tham gia của quý đồng nghiệp và chương trình của chúng ta xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình, tôi xin kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Toàn, Phó trưởng bộ môn nội Đại học Y Dược Huế, giám đốc trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, với đề tài tiếp cận chẩn đoán và điều trị đau đầu góc nhìn của thần kinh học. Là xin mời Phó giáo sư Toàn. Quý vị đại biểu, kính thưa quý vị đồng nghiệp đang theo dõi cái hội thảo. Trước hết chúng tôi rất cảm ơn công ty Eisai đã tạo điều kiện cho chúng tôi có được cái buổi hội thảo hôm nay. Mặc dù rằng là vì dịch bệnh và cái điều kiện mà chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp được mà phải làm việc trên online. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội rất là tốt để rằng là chúng ta cũng được ngồi lại với nhau, cũng thảo luận với nhau những cái vấn đề mà chúng ta thực hành hàng ngày trên phương diện lâm sàng.
Thì hôm nay chủ đề của chúng ta đó là các cái bệnh lý thường gặp tại phòng khám, đặc biệt các bệnh lý mà liên quan tới thần kinh và tiêu hóa. Vậy để mở đầu chương trình, chúng tôi xin trình bày bài đầu tiên, đó là tiếp cận chẩn đoán và điều trị đau đầu dưới góc nhìn của thần kinh học. Nội dung chúng tôi gồm có đại cương phân loại các tiếp cận bệnh nhân đau đầu tại phòng khám, cơ chế bình sinh các loại đau đầu, chẩn đoán đau đầu và điều trị đau đầu bằng thuốc. Về mặt đại cương, chúng ta biết rằng đau đầu là một triệu chứng rất thường gặp trong nhiều bệnh lý, nhưng lại là một triệu chứng không đặc hiệu. Do đó, bản thân đau đầu không thì rất khó để chúng ta có thể định hướng một nguyên nhân, mà chúng ta thường phải phối hợp thêm với các cái triệu chứng lâm sàng khác, hoặc là chúng ta phải đánh giá tất cả các yếu tố liên quan tới đau đầu, gồm có tính khởi phát, cường độ đau, thời gian đau, các yếu tố đi kèm, vị trí đau, vân vân. Do đó, chỉ riêng đau đầu không thì không thể là chúng ta có thể định hướng được. Và chúng ta biết rằng đau đầu gần như chúng ta gặp ở tất cả các bệnh lý, không kể các chuyên khoa, từ thần kinh, tim mạch, thần tiết niệu, cơ xương khớp, tâm thần đều có cả. Bệnh nhân u não cũng đau đầu, bệnh nhân tăng huyết áp cũng đau đầu, bệnh nhân suy thận mạn cũng đau đầu, bệnh nhân stress hoặc là trầm cảm cũng đau đầu. Do đó, đau đầu là một vấn đề nó thật sự rất đau đầu. Thì hiện tại theo phân loại của Hiệp hội Đau đầu Quốc tế thì có hai nhóm bệnh đau đầu. Một đó đau đầu nguyên phát. Nguyên phát nghĩa là căn nguyên, bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ. Và đau đầu nguyên phát này chúng ta đắc có ba nhóm bệnh chính. Đó là đau đầu migraine, đau đầu căng cơ hay là đau đầu co cơ, chúng ta gọi tên tiếng Anh là tension type headache. Và đau đầu từng cụm hay là đau đầu hội tụ thì xuất phát từ cái chữ là cluster headache. Thì tùy mỗi vùng miền mà có thể dùng từ là đau đầu từng cụm hay là đau đầu hội tụ. Và thứ hai, nhóm thứ hai đó là đau đầu thứ phát. Đau đầu thứ phát nghĩa là đau đầu là một triệu chứng của một bệnh lý nằm dưới, đặc biệt là một bệnh lý nội sọ hay là bệnh lý toàn thể. Ví dụ bệnh nhân bị một cái u não, bệnh nhân bị áp xe não, hoặc là bệnh nhân bị một cái viêm não màng não chẳng hạn. Thì đau đầu ở đấy chính là một dấu hiệu gợi ý của một cái bệnh nằm dưới mà chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân để điều trị triệt để. Đau đầu là một triệu chứng thường gặp nhất mà gần như chúng ta ai cũng trải nghiệm cả, ít nhất một lần trong đời. Người ta thấy thống kê thì trên 90% dân số bị đau đầu ít nhất một lần trong năm, trong đó migraine chiếm khoảng 12-15% dân số, đau đầu căng cơ 38%, đau đầu hồi tụ khoảng chừng 0,1-0,2%, có 5% dân số đau đầu mãn tính, và 1/6 người có biểu hiện đau đầu trầm trọng hoặc là migraine trên 3 tháng. 9,7% là nam, 20% là nữ, và migraine là nguyên nhân được hàng thứ 5 nhập viện cấp cứu. Và đau đầu là nguyên nhân hàng thứ 3 gây giảm nấm sống do tàn phế và giảm chất lượng sống cho bệnh nhân. Đây là cái nghiên cứu về dịch tễ từ năm 2018. Thì để chúng ta có thể tiếp cận và hiểu một cái bệnh nhân đau đầu thì chúng tôi xin đưa ra một tình huống lâm sàng mà chúng ta rất là thường gặp ở phòng khám. Bệnh nhân nữ 32 tuổi, tiền sử cũng có gì đặc biệt đến khám vì đau đầu. Bệnh sử thì một đau đầu một năm gần đây, đau ấm ỉ, cảm giác như có dải băng ở vùng trán, vùng cằm. Thời gian đau khoảng nửa ngày, đau không kèm buồn nôn hay nôn mửa, không có triệu chứng sợ ánh sáng. Tuy nhiên, khi mà nghe tiếng động lớn thì bệnh nhân rất là khó chịu. Bệnh nhân có triệu chứng ngủ khó, khoảng vài tháng gần đây bệnh nhân có triệu chứng ê ỏi, không cảm thấy vui vẻ, giảm hứng thú trong cuộc sống, chán nản. Khám lâm sàng thần kinh thì bình thường. Vậy chúng ta chẩn đoán nghĩ đến là gì? Thì để tiếp cận, chúng ta chẩn đoán như trên bệnh nhân điểm chúng ta chỉ có một triệu chứng đau đầu như này, thì chúng ta phải đi vào để coi thử là ở phòng khám chúng ta sẽ nhận định bệnh nhân như thế nào. Thì như chúng ta biết là đau đầu nó có hai nhóm, đó là nguyên phát hoặc thứ phát. Nguyên phát là đau đầu kéo dài ảnh hưởng tới hoạt động thể chất và tinh thần, nhưng đau đầu thứ phát thì có thể diễn tiến nghiêm trọng và thậm chí là tử vong. Ví dụ bệnh nhân bị xuất huyết não hay bệnh nhân bị một cái tụ máu ngoài màng cứng hoặc tụ máu dưới màng cứng chẳng hạn. Thì đau đầu nguyên phát
không do tổn thương thực thể và chúng ta điều trị đau cũng như các yếu tố liên quan tới đau, bao gồm các yếu tố về cảm xúc, về tâm thần kinh, về các rối loạn xã hội. Còn đau đầu thứ phát là đau đầu có triệu, tức là nghĩa là đau đầu là triệu chứng mà của một bệnh khác có nguyên nhân xác định. Do đó điều trị ở đây chúng ta phải điều trị nguyên nhân gây đau đầu. Vậy nếu bệnh nhân đến chúng ta tại phòng khám thì tiếp cận bệnh nhân tại phòng khám chúng ta cần chú ý cái gì? Thứ nhất là bệnh nhân đến chúng ta với triệu chứng nhức đầu thì cái đầu tiên là trong đầu chúng ta phải nghĩ đến đó là đau đầu này đau đầu nguyên phát hay đau đầu thứ phát. Và nếu đau đầu nguyên phát hay đau đầu thứ phát thì cái gì làm cho chúng ta có thể tách biệt hai nhóm này? Đó là các cái dấu hiệu báo động. Các dấu hiệu báo động tức là các cái dấu hiệu mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong cái slide tiếp theo. Và thứ hai, hoặc là bệnh nhân đã có bằng chứng có các bệnh nặng trong bệnh sử hay lâm sàng, ví dụ bệnh nhân có tiền sử đột quỵ, bệnh nhân có tiền sử chấn thương sọ não chẳng hạn, hoặc bệnh nhân đã có tiền sử là trước đó là có đau đầu, đau tăng về đêm, đau tăng khi gắng sức, hoặc là bệnh nhân có kèm theo là bùng nôn, nôn mửa khi đau, vân vân. Và đặc biệt là có thể là bệnh nhân có các cái kèm theo như động kinh cục bộ chẳng hạn, thì chúng ta phải gợi ý đấy là một cái đau đầu mà có một cái bệnh nằm dưới nguy hiểm. Vậy thì khi chúng ta xác định bệnh nhân có các dấu hiệu báo động hoặc là có các cái bằng chứng và bệnh lý mà liên quan về hệ thần kinh trung ương trong tiền sử, thì nếu mà có thì chúng ta theo dõi đau đầu thứ phát và chúng ta bắt đầu cho bệnh nhân làm các cái xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán nguyên nhân như là CT, MRI hoặc đo điện não, chọc dịch não tủy nếu cần, hoặc là các thăm dò khác, làm siêu âm Doppler hệ động mạch cánh để coi thì có hẹp động mạch hay không, vân vân. Còn nếu mà bệnh nhân không có các dấu hiệu này thì chúng ta nghĩ đến đau đầu nguyên phát. Và đau đầu nguyên phát ở đấy thì chúng ta gồm có hoặc là migraine, hoặc đau đầu căng cơ, hoặc là đau đầu hồi tụ. Và nếu như mà cũng không khai thác mà không có đủ tiêu chuẩn của đau đầu nguyên phát thì chúng ta tiếp tục là theo dõi chuyển tiến của bệnh để có thể đánh giá liệu có bệnh nên nào nằm giữ hay không. Còn nếu có thì chúng ta điều trị theo đau đầu nguyên phát với các tiêu chuẩn mà chúng tôi sẽ trình bày sau đây. Vậy thì đâu là các dấu hiệu báo động khi đau đầu? Thì chúng ta nhìn trên này có cái từ viết tắt của các cái dấu hiệu này đó là SNOP. Thì cái S đó là các cái systemic symptom, là các cái triệu chứng toàn thân hoặc là các cái yếu tố nguy cơ thứ phát. Ví dụ toàn thân như bệnh nhân có sốt, có sụt cân mà kèm đau đầu thì coi chừng là bệnh nhân có đau đầu liên quan tới một cái viêm não hoặc là bệnh nhân có u. Hoặc là yếu tố nguy cơ thứ phát, bệnh nhân nhiễm HIV mà bây giờ đến đau đầu thì coi chừng là bệnh nhân có một cái nhiễm trùng cơ hội, tức là một cái viêm não do toxoplasma chẳng hạn. Hoặc bệnh nhân tiền sử có ung thư, nhiều ung thư dạ dày đã cắt bản thân, bây giờ vào vì đau đầu thì coi chừng bệnh nhân có thể là có di căn não. Hai là N là neurologic symptom, là triệu chứng thần kinh. Nếu bệnh nhân có kèm theo lơ mơ, có giảm nhận thức, có các triệu chứng thần kinh khu trú, yếu liệt nửa người, hoặc là bệnh nhân có gọi là có giật cục bộ vân vân, hoặc là bệnh nhân mất thị lực, thì tất cả cái đó là dấu thần kinh đình vị hay là còn gọi là dấu thần kinh khu trú. Thì nếu bệnh nhân có các dấu này thì chắc chắn là bệnh nhân có tổn thương nào, và đau đầu là một triệu chứng đi kèm các triệu chứng này trong một cái bệnh lý nền mà chúng ta cần phải các cái thăm dò về hình ảnh học hoặc là các thăm dò để chúng ta tìm nguyên nhân và điều trị. Thứ ba là O là onset. Onset tức là cái cách khởi phát. Một bệnh nhân tự nhiên tiền sử không có gì cả, bây giờ đau đầu đột ngột dữ dội bất ngờ thì coi chừng là bệnh nhân này liên quan tới các cái bất thường về mạch máu não. Bệnh nhân có thể là vỡ một mạch máu gây nên cái đột quỵ, hoặc là vỡ mạch máu gây nên xuất huyết nội não, hoặc là vỡ các cái túi phình gây nên xuất huyết dị nhện, tức là xuất huyết màng não. Còn ô tiếp theo là older, tức là người lớn tuổi. Nếu mà thường trên 50 tuổi mà bệnh nhân khởi phát đau đầu mà trước đó không có, thì thường đau đầu này là đau đầu có nguyên nhân mà chúng ta cần phải thăm dò. Đặc biệt đó là người lớn tuổi thường hay đi kèm với tăng huyết áp mà không được phát hiện, hoặc là bệnh não do tăng áp, hoặc là cả cái bệnh lý mà liên quan như là cả cái tổn thương, cái bệnh lý tổn thương chất
chắc chắn chẳng hạn. Và cuối cùng đó là P. P là previous headache, history, tức là các cái tiền sử đau đầu trước đó. Ví dụ bệnh nhân có tiền sử đau đầu trước đó, cơn đau đầu tiên hay thay đổi so với các cơn trước đó. Ví dụ chẳng hạn trước đó đã đau, bây giờ đau càng ngày tăng dần về cường độ, tần số, biểu hiện nặng hơn, thì có chừng đây là một cái tiến triển của một cái nguyên nhân mà tiến triển theo thời gian, ví dụ như u não chẳng hạn. Vậy thì đấy là các cái dấu hiệu báo động của bệnh nhân đau đầu. Nếu bệnh nhân ở phòng khám chúng ta mà có các triệu chứng này, có các dấu hiệu này, chúng ta phải nghĩ đến là đau đầu thứ phát, và chúng ta phải cho các cần lâm sàng, các thăm dò để tìm nguyên nhân. Và đây là các dấu hiệu báo động và các nguyên nhân có thể đi kèm. Thứ nhất là bệnh nhân khởi phát đột ngột với đau đầu nặng thì có thể là xuất huyết nội sọ. Hai, các phàn nàn về thị giác thì có thể bệnh nhân có bệnh lý ác tính, nhiễm trùng, xuất huyết hoặc viêm động mạch tế bào khổng lồ. Thứ ba là bệnh nhân đau đầu kèm theo sốt thì có thể là viêm màng não hoặc viêm não, áp xe não. Khập khiễng cằm tức là viêm động mạch tế bào khổng lồ nặng lên với nghiệm pháp Vassava hay là ho rằng hay gắng sức thì thường liên quan tới tăng áp lực nội sọ. Thì trong các bệnh lý ác tính như là u hay là xuất huyết, nếu bệnh nhân có phù gái gì kèm theo đau đầu thì đó là tăng áp lực nội sọ do bệnh lý ác tính hay xuất huyết. Bệnh nhân có tiền sử bệnh lý ác tính ví dụ ung thư thì bây giờ có thể là di căn nào. Bệnh nhân có thiếu sót thần kinh cục bộ hay co giật thì đó là trong trường hợp đột quỵ, xuất huyết, bệnh ác tính, nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương. Tăng nhạy cảm da đầu tức là đau đầu kèm theo tăng nhạy cảm da đầu kèm theo buốt rát vân vân thì có thể nằm trong bối cảnh của một cái zona. Và thường khởi đầu sau tuổi 50 thì thường đó là cả bệnh lý như nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương hoặc là bệnh ác tính như là u não. Thì đấy là các cái dấu hiệu báo động và các nguyên nhân có thể gợi ý trên lâm sàng. Còn lại nếu bệnh nhân không có các cái triệu chứng mà báo động thì chúng ta có thể nghĩ đến đây là đau đầu nguyên phát. Vậy đau đầu nguyên phát cũng có 3 nhóm chính mà trong đó phân loại thứ tự theo tỷ lệ gặp, đó là một là đau đầu căng cơ, và bệnh nhân sẽ đau theo kiểu đau như kiểu là đầu bị thắt chặt. Hai là migraine là đau nửa đầu, bệnh nhân có cảm giác đau theo kiểu mạch đập. Và thứ ba là đau đầu hồi tụ là bệnh nhân chỉ đau chủ yếu quanh hốc mắt mà đau như là như là vật sắc nhọn đấm vào mắt, bệnh nhân đau rất là dữ dội. Và làm sao người ta phân biệt được ba loại đau đầu nguyên phát này? Thì như chúng tôi nói rằng bệnh nhân đến chúng ta phải đau đầu mà hoàn toàn không có các triệu chứng gì khác, không có các triệu chứng mà tạm gọi là các triệu chứng báo động, thì chỉ dựa vào đau đầu thôi thì làm sao người ta phân biệt được là đây là đau đầu migraine hay đau đầu căng cơ hay đau đầu tuyến cùng? Vậy thì chúng ta phải dựa vào đặc tính của đau, dựa vào vị trí, dựa vào tần suất, dựa vào cả thời gian đau, dựa vào đáp ứng của cả nghiệm pháp vân vân để chúng ta phân biệt. Vậy thứ nhất là các cái yếu tố để phân biệt, thứ nhất là nam nữ, thì migraine thì nữ chiếm khoảng 70-80%, còn nam giới chỉ chiếm khoảng 20% thôi. Tức là nếu mà migraine thì thường là chúng ta nghĩ đến nữ giới. Hai, đau đầu căng cơ thì nam nữ gần tương đương nhau, nữ có nhận hơn một xíu. Còn đau đầu tinh trùng thì chủ yếu là nam giới, gần như 90-95% là nam giới, còn nữ giới gần như có. Thứ hai là bên đau thì migraine là đa số là một bên, đau đầu căng cơ luôn luôn hai bên, và đau đầu cùng là 100% là một bên, chỉ một bên mắt thôi. Vị trí thì migraine là trạng thái dương nửa bên đầu, tức là một nửa đầu, còn đau đầu căng cơ là lan tỏa toàn đầu. Đau đầu cùng thì quanh hốc mắt hoặc bên phải hoặc bên trái. Về mặt tần suất thì migraine là 1-4 cơn trên một tháng, đau đầu căng cơ thì 1-30 cơn trên một tháng, còn đau đầu cùng thì 1-3 cơn trên ngày và 3-12 tháng. Tiếp theo đó là cường độ đau, thì migraine là đau đầu trung bình vừa phải, đau đầu căng cơ thì đau vừa phải không dữ dội, nhưng đau đầu tuần cùng thì đau rất là dữ dội và bệnh nhân không thể chịu đựng được. Thời gian của migraine là từ 4-72 giờ, đau đầu căng cơ là 30 phút cho đến 7 ngày, đau đầu cùng là 15 phút cho đến 3 giờ. Và chỉ trong cảnh này thì chúng ta thấy rằng là đau đầu căng cơ thời gian đau rất là dài. Bởi vậy có người ta tới mình, người ta khai rằng là họ đau không có ngày nào nghỉ, ngày nào cũng đau cả, ngày nào cũng đau. Thì thành ra là chính cái này
là cái mà chúng ta cần chú ý nha, để mà phân biệt. Về đặc tính đau thì migraine là đau theo nhịp mạch đập, đau đầu căng cơ thì ấm ỉ, kèm theo nặng đầu, còn đau đầu tinh cùng là đau kiểu soạng vặn. Và đau có chu kỳ thì migraine có thể không, đau đầu căng cơ thì không có chu kỳ, đau bất cứ khi nào và đau kéo dài. Còn đau đầu tinh cùng thì đau đầu có chu kỳ rất là rõ ràng. Về tiền sử gia đình thì migraine luôn luôn có tiền sử gia đình, đau đầu căng cơ và đau đầu cùng thì có thể không, và thường là không có yếu tố gia đình. Còn migraine là thường yếu tố gia đình, đặc biệt là bên phái nữ, trong nhà ví dụ có một người đau thì có thể là bà ngoại, mẹ, dì, chị em gái có thể đau. Migraine thì thường có tiền triệu đi kèm, tức là aura. Còn đau đầu căng cơ và đau đầu cùng thì không. Rối loạn giao cảm thì migraine và đau đầu căng cơ thường không có, nhưng đau đầu cùng thì luôn luôn có. Migraine thường tăng khi vận động, còn đau đầu căng cơ và đau đầu cùng thì không có. Sợ ánh sáng và sợ tiếng đồng thì migraine luôn luôn có, còn đau đầu căng cơ và đau đầu cùng thì không có. Nôn mỏi thường gặp trong migraine và rất ít gặp ở trong đau đầu căng cơ và đau đầu cùng. Vậy thì bệnh nhân đau đầu nguyên phát, vì sao bệnh nhân lại đau? Thì thật ra đau đầu nguyên phát hay đau đầu thứ phát thì chúng ta biết là bệnh nhân đều đau đầu. Và vì sao đau đầu? Đó là do các cái kích thích nó tác động lên các cái cấu trúc nhạy cảm đau. Và chúng ta biết các cấu trúc nhạy cảm đau là chủ yếu nằm ở các xoắn tĩnh mạch, các động mạch nền sọ, động mạch màng cứng, các màng não, thấy không? Còn ở nhu mô nào, và các màng nuôi, màng nhện, xương sọ thì thường không đau. Do đó chúng ta thấy rằng là gì? Là thành ra nếu bệnh nhân, đa số bệnh nhân mà đau đầu, đặc biệt các đau đầu đột ngột, thì thường là một là tác động ở động mạch, hai tác động ở các thần kinh, và ba tác động ở màng não. Và trong cơ chế đau đầu nguyên phát cũng vậy, là chủ yếu đó là do các cái tác động ở vỏ não và các tác động lên cấu trúc mạch máu và các cái cấu trúc và các cái chất gây viêm. Với cơ chế bình sinh của đau đầu căng cơ thì chủ yếu đó là do các cơ vùng mặt cổ và da đầu bị co thắt, dẫn đến tăng áp lực trong các cơ, dẫn đến là giảm máu nuôi cơ, tăng tiết như axit lactic kích thích phóng thích các chất gây đau, đặc biệt là chất P, và làm cho bệnh nhân đau co thắt cả cơ và gây đau. Do đó chúng ta thấy rằng là trong bệnh nhân đau đầu căng cơ là thường là bệnh đau các cái cơ lông ở vùng trán, vùng thái dương và vùng chậm. Ở đấy chúng ta thấy này, các cái cơ này có thắt sẽ gây ra đau, và bởi vì các cơ này là các cái cơ lông và các cơ nhỏ, thành ra cái đau của bệnh nhân không có dữ dội, đau vừa phải. Tuy nhiên là bệnh nhân rất là khó chịu. Thứ hai là các cái cơ ở vùng dưới chậm, là chúng ta có các cái cơ là cơ các cái cơ vùng dưới chậm này mà một lần có thắt, hay ở đây chúng ta có cơ chẻ đầu trên, cơ chẻ đầu dưới, vân vân, thì cả cơ này có thắt sẽ gây ra cái chuyện đau đầu. Và vì sao bệnh nhân lại có cái co thắt cả cơ này, thì cho đến bây giờ về mặt cơ chế thì cũng chưa rõ, người ta các giả thiết đưa ra chưa rõ, nhưng mà người ta thấy rằng là các đau đầu căng cơ thường liên quan khá mật thiết với các cái yếu tố gọi là khởi phát, hay còn gọi các cái yếu tố gọi là thúc đẩy, như là mất ngủ hoặc là ngủ quá nhiều, ăn quá no hoặc uống nhiều rượu, làm việc môi trường căng thẳng, ồn ào, bệnh nhân bị stress, vân vân, hoặc là bệnh nhân bị các cái bệnh màng tính. Thì chúng ta thấy các cái cơ mà chi phối cho cái vùng đó ở vùng hạ chậm này là chúng ta gồm có các cái cơ gọi là cơ thẳng đầu dưới, cơ thẳng đầu, rồi các cơ chẻ đầu trên, cơ chẻ đầu dưới, và các cơ này đóng vai trò là giữ thẳng cái trục là cột sống, C1, C2 và cái hộp sọ. Nhưng mà trong một số trường hợp thì hoặc là bệnh nhân bị có thắt các cơ này, hoặc là lệch cả cái đột sống đều gây ra căng cả cơ này và gây ra đau, thì bệnh nhân có bị huyền đau đầu căng cơ. Ngoài ra một số cái căng các cái cơ cùng gây phỏng chiếu ra các vị trí đau đầu trong đau đầu căng cơ, như chúng ta có cả cơ thái dương nóng, cả cơ tháng, cơ ức đoàn trũng, và cơ ức đoàn trũng, hay là cơ gọi là cơ các cơ giữa chậm, hoặc là cơ bạn gái đầu hoặc bạn gái cổ. Với tất cả những cơ này đều gây điểm phỏng chiếu lên trên vùng chậm và cái vùng quánh quánh sọ,
thì dẫn đến là bệnh nhân chúng ta thấy trên đau đầu căng cơ thường biểu hiện đó là đau đau kiểu là quấn một cái vòng gọi là hoặc đồi mũ chật hoặc là như một dải băng thắt quanh đầu, và thứ hai nữa đó là đau ở vùng vùng trầm. Còn trong migraine thì đau đầu hiện tại migraine cũng có khá nhiều giả thuyết, có khá nhiều giả thuyết, mặc dù rằng giả thuyết chưa có giả thuyết nào nó hoàn toàn đúng cho tất cả các cái biểu hiện của migraine. Tuy nhiên có khá nhiều giả thuyết và giải thích cho cái tình trạng đau của migraine, là do hiện tượng tăng kích thích vỏ não thì dẫn đến giải phóng nhiều, làm tăng cái nồng độ ion canxi đi vào nội bào, làm tăng glutamate, rồi giảm magie và dẫn đến ức chế vỏ não lan tỏa và thường là đi từ phía sau đến phía trước. Điều này giải thích một phần tại sao bệnh nhân thường có aura, là bệnh nhân biểu hiện bởi cái là bệnh nhân là có cái triệu chứng thị giác là đầu tiên. Thứ hai là hoạt hóa tăng nhạy cảm của cái thần kinh tam thoi mạch mạch máu, dẫn đến là bệnh nhân cơ chế giãn mạch gây viêm thần kinh, và tiếp theo đó là nhạy cảm thần kinh trung ương, và từ đó dẫn đến là bệnh nhân đau. Thì trong cái cơ chế đau này chúng ta thấy đó là do kích thích vào não lan tỏa và do đáp ứng giãn mạch và cơ chế viêm, và tất cả này làm tăng cái đáp nhạy cảm ngoại biến cũng như là nhạy cảm thần kinh trung ương và dẫn đến đau, và tất cả cái này đều phối hợp với nhau và tạo nên cơn đau trên lâm sàng của migraine. Còn trong đau đầu gió đau đầu hồi tụ thì gần vùng hà đôi nó hoạt hóa hệ thần kinh mạch máu dây kinh 5 và dẫn đến đó là đau theo chi phối của dây kinh 5, đặc biệt dây kinh 5-1. Thứ hai là bệnh nhân sẽ có cả biểu hiện rối loạn thần kinh tự chủ cùng bên với bên đau đó. Thứ nhất là rối loạn thần kinh giao cảm, bệnh nhân sẽ biểu hiện sụp mí, có đồng từ, tăng tiết mồ hôi ở trán và mặt, kích thích vỏ giao cảm thì tăng tiết nước mắt, nước mũi, dẫn đến nhạt mũi, xuất huyết. Do đó trên một bệnh nhân đau đầu hồi tụ chúng ta thường thấy là đau hốc mắt ở một bên. Thứ hai là bệnh nhân sẽ có chảy nước mắt, xuất huyết mũi, xuất huyết kết mạc mắt, vân vân. Về tiêu chuẩn chẩn đoán đau đầu căn cơ theo hồi đau đầu quốc tế thì thời gian là 30 phút tới 7 ngày, và đặc tính cơn đau thì có ít nhất hai đặc tính, đó là một là cảm giác nặng đầu, hai cường độ nhẹ tới trung bình, đau hai bên, ba là đau hai bên, và bốn là không tăng khí khi hoạt động. Các cái triệu chứng kèm theo bắt buộc phải có tất cả đó là bệnh nhân không nôn ói, và chỉ có một trong các triệu chứng là buồn nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, và đặc biệt là thăm khám lâm sàng, tiền lâm sàng không phát hiện ra các cái bệnh lý khác. Về tiêu chuẩn đau đầu căng thẳng căng cơ màng tính theo tiêu chuẩn của Hiệp hội đau đầu quốc tế năm 2018 thì đau đầu xuất hiện trên 15 ngày trong một tháng và trong vòng trên 3 tháng một năm, và đáp ứng đủ tiêu chuẩn B và D, đó là đau đầu kéo dài nhiều giờ hoặc đau đầu liên tục, kèm tối thiểu hai trong các đặc tính là dữ dàng ép chặt hay bỏ thắt, cường độ nhẹ trung bình hai bên, không nặng lên trong các hoạt động thể lực thông thường, và có hai đặc điểm sau đó là không buồn nôn và không nôn, và không có hơn một trong các đặc điểm là buồn nôn, sợ ánh sáng hoặc sợ tiếng động, và cuối cùng đó là không quy vào trong bệnh nào khác, nghĩa là không lâm sàng cần lâm sàng không tìm ra một bệnh lý nào khác giải thích cho đau đầu này. Về tiếp tục chẩn đoán migraine thì chúng ta có hai loại là migraine có aura và không aura. Thì migraine không aura thì tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn A là có ít nhất 5 cơn đau đầu đáp ứng tiêu chí B và D. Tiêu chí B là gì? Là đau đầu 4 đến 72 giờ nếu không điều trị hoặc điều trị không hiệu quả. Hai là cơn đau C là cơn đau có ít nhất là hai tiêu chí là đau một bên, đau có tính mạch đập, đau mức độ vừa đến nặng và đau tăng khí khi hoạt động. Tiêu chuẩn D là có ít nhất một trong các tiêu chí sau là nôn hoặc buồn nôn, sợ tiếng động và sợ ánh sáng, và E là loại trừ các nguyên nhân đau đầu khác. Vậy tóm lại chúng ta thấy migraine là gì? Thứ nhất là bệnh nhân đau từ 4 đến 72 giờ. Hai, đau đầu một bên, đau kiểu mạch đập. Ba là buồn nôn, nôn mửa hoặc là sợ ánh động, sợ tiếng động, sợ ánh sáng, thì là chúng ta nghĩ đến migraine. Đặc biệt là trên bệnh nhân nữ và có tiền sử gia đình thì càng khẳng định là migraine. Thì chẩn đoán khi nào là khi có dưới 5 cơn đáp ứng tiêu chuẩn B và E thì có thể đây là migraine. Còn nếu có trên 5 ngày trên tháng, trong vòng trên 3 tháng thì đây là đau đầu migraine mạng tính. Khi bệnh nhân đi ngủ còn đau, thức dậy hết đau, thời gian đau tính đến khi thức dậy, và với bệnh nhân dưới 18 tuổi thì cơn có thể kéo dài là 2 giờ đến 72 giờ. Rồi, và tiêu chuẩn chẩn đoán migraine có aura
thì bệnh nhân có ít nhất đáp ứng hai cơn đáp ứng tiêu chí B và C. Tiêu chí B là gì? Là có ít nhất một triệu chứng ORA hồi phục hoàn toàn sau 60 phút. Đó là một là thị giác, hai cảm giác, ba ngôn ngữ, bốn vận động, năm là các triệu chứng thân nào, và sáu là các triệu chứng liên quan tới gọi là vọng mạc. C là có ít nhất hai trong bốn đặc tính sau, đó là ORA lan rộng dần trên 5 phút và hoặc có trên hai triệu chứng kế tiếp nhau. Tức là gì? Tức là chúng ta thấy lúc đầu là bệnh nhân có thể biểu hiện từ phía sau lan tới trước, tức là bệnh nhân có triệu chứng của thị giác. Sau đó bắt đầu bệnh nhân có triệu chứng của vận động chẳng hạn, hoặc là cảm giác bệnh nhân bị tê, mất cảm giác, hoặc bệnh nhân có yếu liệt, hoặc là bệnh nhân có các triệu chứng về cái ngôn ngữ, vân vân. Thì có nghĩa là ORA hoặc là lan rộng, lan rộng dần trên 5 phút, hoặc là có hai triệu chứng kế tiếp nhau của hai cái vùng khác nhau của trên vào nào, và một triệu chứng ORA kéo dài dưới 60 phút, tức là từ 5 phút mà đến dưới 60 phút. Ít nhất một triệu chứng ORA một bên, đau đầu xuất hiện sau khi hoặc là cùng ORA dưới 60 phút. Và tất nhiên là phải loại trừ các đau đầu do nguyên nhân khác, hoặc là do cơn thiếu máu cục bộ nào thoáng qua. Thì đấy chính là đau đầu ORA. Ngoài ra là cũng còn phân loại mới nhất 2018 là phân loại và các đặc tính của đau đầu mãn tính. Đó là nếu đau trên 15 ngày chính tháng và đau trên 3 tháng và mỗi cơn đau kéo dài trên 4 giờ thì đó là đau đầu mãn tính. Thì đau đầu mãn tính này có thể là đau migraine, có thể đau nửa sọ, đau đầu dài dẳng hàng ngày mới, hoặc đau đầu căng cơ mãn tính. Thì chúng ta thấy là nếu mà có đau theo kiểu mạch đập thì có thể đó là migraine hoặc đau đầu nửa sọ. Nếu không có kiểu mạch đập thì đó là đau đầu dài dẳng hàng ngày mới hoặc là đau đầu căng cơ. Và phân biệt đau đầu căng cơ và đau đầu dài dẳng này là dựa vào đó là triệu chứng đau đầu khởi phát đột ngột và không đột ngột là đau đầu căng cơ, và đột ngột là đau đầu dài dẳng hàng ngày mới. Vậy trở lại tình huống lâm sàng của chúng ta, bệnh nhân này trẻ, không có tiền sử gì đặc biệt, đau đầu kéo dài, không đau kiểu mạch đập, không nôn ói, không sợ ánh sáng, đau đầu hai bên, lâm sàng hoàn toàn có dấu hiệu cảnh báo cần lâm sàng thì bình thường. Vậy thì bước thứ nhất chắc chắn chúng ta loại trừ bước một là loại trừ đau đầu thứ phát, và bước hai chúng ta nghĩ đến đây là đau đầu nguyên phát. Và nguyên phát này là gì? Nguyên phát này là migraine hay đau đầu căng cơ hay đau đầu hồi tụ. Đầu tiên đó là chắc chắn chúng ta loại trừ đau đầu hồi tụ, bởi vì thứ nhất là nữ, thứ hai đau đầu này hoàn toàn không có liên quan tới là đau ở hốc mắt. Hai, vậy đấy migraine hay là đấy đau đầu căng cơ thì chúng ta biết rồi, migraine là thứ nhất là đau nửa đầu, thứ hai đau kiểu mạch đập, thứ ba có nôn ói, thứ bốn có sợ ánh sáng. Nhưng mà bệnh nhân này gần như không có. Vậy kết luận của cùng bệnh nhân này khi đối chiếu với các tiêu chuẩn thì bệnh nhân này là đau đầu căng cơ. Vậy chúng ta đi qua phần tiếp theo về điều trị đau đầu căng cơ thì chúng ta điều trị gì? Có ba cái mục tiêu điều trị, đó là điều trị cắt cơn, điều trị dự phòng và điều trị không dùng thuốc. Điều trị cắt cơn, cho đến hiện nay các thuốc dùng trên lâm sàng chủ yếu vẫn là các thuốc nhóm NSAID, tức là các thuốc kháng viêm không steroid kết hợp với các thuốc giảm đau thông thường như acetaminophen, kèm theo là các cái thuốc là giãn cơ mà trên lâm sàng chúng ta có, đó là tizanidine hoặc là mionan hoặc baclofen, kèm theo là vật lý trị liệu thay đổi nhận thức hành vi, thì cả kèm theo nữa đó là các cái thuốc mà điều trị chống trầm cảm ba vòng. Thì chúng ta biết rằng là gì, trong cái cắt cơn thì chủ yếu là chúng ta dùng các thuốc giảm đau và có thể phối hợp thêm cả cái thuốc giãn cơ. Nhưng trong trường hợp mà bệnh nhân điều trị dự phòng cơn đau thì chúng ta chắc chắn phải phối hợp, bởi vì chúng ta biết rằng trên cái đau đầu căng cơ có khá nhiều cái yếu tố gọi là thúc đẩy đi kèm, trong đó gồm có yếu tố stress, yếu tố tâm lý, cả yếu tố liên quan tới gọi là căng cơ, rồi cả cái yếu tố liên quan tới cái xã hội. Do đó mục tiêu điều trị dự phòng chúng ta đó là giảm tần suất cơn, giảm cường độ thời gian, tăng nhạy cảm và thuốc cắt cơn, cải thiện chức năng, và đặc biệt đó là cả thể hóa điều trị. Thì trong một trong các điều trị thuốc thì chúng ta thấy điều trị theo cơ chế bệnh sinh đóng vai trò rất quan trọng. Trong một trong những cơ chế mà của đau đầu căng cơ như chúng tôi trình bày ở phần cơ chế bệnh sinh, đó là cái giả thuyết về vòng xoắn là co thắt cơ gây đau.
chúng ta biết rằng một khi cơ có thắt thì sẽ dẫn đến cái gì? Thì sẽ dẫn đến là có cơ, là cái, bản thân là có cơ là gây đau. Thứ hai, bản thân có cơ tác động lên mạch máu làm cho khi có cơ dẫn đến thiếu máu cục bộ cơ, và từ đó sẽ làm cho giảm cả cái tung giảm cái lưu lượng máu ở trong cơ. Và thứ ba nữa là khi mà có cơ như vậy kèm theo là giảm cái tử máu trong cơ thì sẽ dẫn đến là tổn thương vi thể các sợi cơ, và từ đó nó sẽ kích thích các hoạt hóa cái đáp ứng viêm, và từ đó giải phóng ra các cái chất, mà trong đó đặc biệt là cái chất P là chất gây đau. Và các cơ chế này nó lại làm cho cái đau nó tăng thêm, và khi đau tăng thêm thì lại trở lại cái vòng xoắn bệnh lý, đó là có cơ thiếu máu cục bộ cái đó giải phóng các cái chất gây viêm và bệnh nhân đau. Do đó điều trị, chúng ta điều trị đánh vào ba cơ chế: một đó là cơ chế giảm đau, hai là cơ chế giãn cơ, và ba là cơ chế ức chế các cái chất gây đau. Thì chúng ta thấy hiện tại trên lâm sàng thì cái Mionan có tác động trên cả ba cơ chế này. Mionan không những là giúp giãn cơ mà nó còn cải thiện cái tuần hoàn trong cơ, và thứ ba nó đặc biệt là trung hòa chất P, và phối hợp như vậy làm cho bệnh nhân giảm cái căng cơ và giảm cái đau do căng cơ. Và đấy chính là cái điều trị nền. Một cái nghiên cứu mà cháu thấy rằng là đặc biệt là khi bệnh nhân bị đau đầu căng cơ, tức là tension type headache, thì ngay cả khi nghỉ thì giữa nhóm bệnh nhân và nhóm đối chứng thì thấy rằng là các cái cơ ở cái vùng cổ, các cơ vùng trán, các cơ vùng thái dương, cả bên trái bên phải, thì tại hệ số có cơ đều tăng rất rõ rệt và đặc biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng. Và điều này càng củng cố thêm cả cái cơ chế của chúng ta, tức là giả thuyết về vòng xoắn bệnh lý do có cơ gây đau, và đau thì gây có cơ. Và như vậy thì với cái này điều trị bằng các cái thuốc giãn cơ, trong đó một những thuốc được chứng minh có lâm sàng là Mionan đóng vai trò rất quan trọng, không những trong điều trị các cơn mà trong điều trị dự phòng cơn. Một nghiên cứu tại Nhật thì cháu thấy rằng là ở bệnh nhân đau đầu căng cơ hoặc đau đầu hỗn hợp từ mức độ nhẹ cho đến trầm trọng thì thấy rằng là cải thiện đến 70% bệnh nhân cải thiện đau đầu sau điều trị với Mionan, và đặc biệt Mionan cải thiện trong các trường hợp đau đầu nặng. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng khi điều trị bệnh nhân và theo dõi sau 3 tuần thì thấy rằng là bản thân Mionan với liều dùng 3 viên ngày thì cải thiện đến 88,3% triệu chứng lâm sàng, và khi kết hợp với amitriptyline thì có thể giảm nhanh cường độ và thời gian của đau. Đau đầu có cơ mạng tính thì amitriptyline cũng là thuốc cho thấy có hiệu quả trong đau đầu có cơ mạng tính. Và bên cạnh đó thì thuốc làm giảm triệu chứng trong đa số các trường hợp. Các thuốc giãn cơ cũng có thể có hiệu quả hơn placebo. Về điều trị nền bệnh lý đau đầu căng cơ, chúng ta biết rằng đau đầu căng cơ nó không phải thực thể, mà nó liên quan tới nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố tâm thần kinh, các yếu tố liên quan tới tác động về trầm cảm, rồi loạn lâu vân vân. Do đó chúng ta thấy thứ nhất về cơ chế trung ương, đó là do thích nghi kém, do stress, do khí sắc trầm cảm, rối loạn nhận cảm trung ương, rồi hệ thống ngoại biến thì căng cơ, các yếu tố cơ mặt, rồi mẫn cảm ngoại biến. Do đó khi điều trị chúng ta phải tác động với tất cả các cái khâu này, thì đó là gì? Xử lý stress, thư giãn trị liệu, điều trị bằng hoạt động thể lực, các cái thuốc, trong đó đặc biệt là các cái thuốc giãn cơ, và chấm cứu. Chấm cứu cũng tác động một phần, mặc dù hiện tại là chưa có cái nghiên cứu cho thấy rằng hiệu quả, nhưng mà cũng tác động phần, đặc biệt là yếu tố tâm lý, làm cho bệnh nhân an tâm và cải thiện được cơn đau. Và đặc biệt đó là trầm cảm 3 vòng tác động đến ức chế lại và giải quyết các cái rối loạn lo âu trầm cảm, thì làm cho bệnh nhân giảm cơn đau. Điều trị không dùng thuốc thì thường đó là nghỉ ngơi, xóa bóp, tránh cả cái chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá, ăn uống điều độ, thể dục điều đặn, và tránh cả yếu tố gây stress. Điều trị migraine thì có 4 yếu tố để điều trị migraine hiệu quả người lớn. Nhất là chẩn đoán kịp thời, giải thích chẩn án bệnh nhân, nhận diện các yếu tố nguy cơ và điều trị và dùng thuốc. Thì cho đến hiện tại thì guideline cho đến hiện tại vẫn là cả cái thuốc chúng ta dùng khá kính điển, đó là gì? Các nhóm NSAID, các thuốc giảm đau thông thường, và đặc biệt đó là nhóm triptan.
Thì nhóm chức năng và nhóm eco là hai nhóm thuốc mà cắt tương hiệu quả. Chúng ta có khá nhiều chế phẩm trong đó là có các cái nhóm với các cái đặc tính điều trị cũng khá tương tự nhau trong nhóm chức năng. Và ngay cả rằng là trong nhóm chức năng này chúng ta còn có các cái dạng dạng và các cái dạng dạng hít. Hiện tại có các cái nhóm thuốc mới mà đang được đưa vào sử dụng trong năm 2021 này, đó là cái thuốc gọi là ức chế cái tụ thể CRP ticagrelor. Còn điều trị dự phòng thì mục tiêu đó là giảm tần suất, cường độ và thời gian của đau đầu, hay là cải thiện đáp ứng cơn đau, cải thiện hoạt động hàng ngày của bệnh nhân. Và khi nào thì chỉ định điều trị dự phòng, đó là những bệnh nhân mà xuất hiện cơn đau đến 2 lần một tuần, và những bệnh nhân mà trong giai đoạn điều trị cấp không là mang lại hiệu quả, bệnh nhân rất là đau. Và thứ ba nữa là những bệnh nhân có cơn đau migraine không điển hình, có triệu chứng bạo trực kéo dài, có bệnh nhân có nhồi máu não migraine vân vân, và bệnh nhân có nhu cầu được điều trị dự phòng thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị dự phòng cho bệnh nhân. Về nguyên tắc điều trị dự phòng đó là khởi đầu với liều thấp, tăng liều chậm và đánh giá theo đủ thời gian 2-3 tháng với liều thích hợp, nếu hiệu quả sẽ ngưng trong vòng 4-6 tháng. Anh các chồng chỉ định làm dùng và tiến đặt thuốc và giảm liều và ngưng thuốc từ 2-3 tuần khi cơn đau được kiểm soát. Và đấy là các cái thuốc dự phòng migraine được khuyến cáo. Mức độ A đó là các cái thuốc chống động kinh, mà đặc biệt là nhóm valproate. Các thuốc thứ hai là các thuốc chống loạn nhịp nhóm beta blocker như là metoprolol hoặc propranolol. Nhóm B đó là các thuốc chống trầm cảm, đã trong đó đặc biệt là chống trầm cảm ba vòng. Là hiện tại là đây là các thuốc đang được chủ yếu dùng đến lâm sàng hàng ngày cho bệnh nhân. Đây là các cái điều trị dự phòng mà lựa chọn thuốc nếu như bệnh nhân có các cái bệnh kèm, ví dụ bệnh nhân có tăng huyết áp hay đau thắt ngực, thì ưu thế chọn kèm beta. Nếu có trầm cảm thì chúng ta dùng tổng trầm cảm 3 vòng. Nếu có đồng tính hay hướng cảm, dùng valproate, tức là chúng ta trên lâm sàng có viên đề Parkin và topiramat. Rung vô căng thì dùng topiramat. Các thuốc có chống chỉ định do bệnh lý kèm, ví dụ bệnh nhân có huyết áp thấp hoặc bệnh nhân có trầm cảm hoặc là hen huyết quản thì tránh dùng chèm beta. Nếu bệnh nhân có rung vô căng thì tránh dùng depakin, bởi vì sẽ làm cho rung nặng thêm. Nếu bệnh nhân có Parkinson thì tránh dùng các nhóm mà chèm canxi như là lunarizin, bởi vì có thể sẽ làm cho bệnh Parkinson nó nặng thêm. Về ngoài ra có thể một số điều trị không dùng thuốc như là dính dược, tránh các thức ăn có nhiều tiramin như là phô má, rượu chạc đỏ, tránh các phụ gia thực phẩm như là glutamate, tức là chúng ta có bột ngọt đó. Rồi ăn chay có thể làm thiếu vitamin B12 và các chất khác và có thể làm cho migraine nặng hơn, do đó phải cẩn thận. Ngoài ra chấm cứu thư giãn trị liệu, vật lý trị liệu, các cái phương pháp tâm lý trị liệu, yoga, biofeedback giảm căng thẳng thì những điều trị này hỗ trợ thêm cho điều trị migraine, nhưng hiện tại cũng chưa có nghiên cứu ngẫu nhiên mua đối đã trung tâm có đối chứng, tức là cả nghiên cứu có bằng chứng đủ mạnh để mà chứng minh là hiệu quả trên lâm sàng. Về điều trị đau đầu tinh trùng thì đau đầu tinh trùng là một cái chẩn đoán cấp cứu cần phải chẩn đoán nhanh. Thì chúng ta biết là đau đầu tinh trùng thứ nhất đó là xảy ra ở nam, hai nữa là đau đầu đột ngột, hai đau hốc mắt hoặc quanh hốc mắt kèm theo là chảy nước mắt, có theo xung huyệt kết mạc, xung huyệt mũi vân vân. Và bệnh nhân đau rất là dữ dội, đau sọn vặn, thì cái này cần phải điều trị nhanh. Và điều trị chủ yếu đó là do bệnh nhân thở oxy, dùng xung hoa tiếp tăng đường tĩnh mạch, có thể dùng lidocaine qua đường mũi hoặc là dùng thêm là capsaicin, tất cả các thuốc giúp bệnh nhân cắt cơn. Còn trong trường hợp mà dự phòng cơn trở lại thì chủ yếu đó nhóm thuốc kèm canxi như là verapamil hoặc diazem. Ngoài ra có thể dùng valproate và prednisolone với liều là 20-30 mg ngày. Sau đó chúng ta giảm liều tùy theo đáp ứng của bệnh nhân, chống trầm cảm 3 vòng và chèm beta. Để kết luận thì chúng ta thấy rằng là đau đầu là một triệu chứng rất thường gặp trong thực hành lâm sàng. Chúng ta, một bệnh nhân đến khám ở chúng ta tại phòng mạch hoặc là tại phòng khám thì chúng ta cần lưu ý đó là đau đầu này liệu có các triệu chứng báo động hay không.
Nếu như không có các triệu chứng báo động, chúng ta có thể yên tâm là thăm khám và giám sát bệnh nhân và điều trị ngoại trú. Còn nếu bệnh nhân chỉ cần nghi ngờ hoặc là có một trong các triệu chứng báo động thì chúng ta bắt buộc phải đưa bệnh nhân đến tuyến cao hơn hoặc là cho bệnh nhân làm các cái xét nghiệm cận lâm sàng thích hợp để tìm ra nguyên nhân và điều trị cho bệnh nhân. Đối với đau đầu nguyên phát thì chẩn đoán dựa vào bệnh sử, đặc tính cơn đau và chẩn đoán loại trừ. Trong cái nhóm đau đầu nguyên phát thì đau đầu căn cơ phổ biến nhất, và bên cạnh chúng ta biết rằng đau đầu căn cơ thì bên cạnh điều trị giảm đau thì điều trị theo cơ chế có cơ, tức là theo cái cơ chế gọi là vòng xoắn có cơ, thì đóng vai trò rất là quan trọng trong cái giảm đau và trong dự phòng tái phát các cơn đau do đau đầu căn cơ gây nên. Bài báo cáo của chúng tôi đến đây tạm kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý của quý vị đồng nghiệp. Xin chào.